học đồ giữ dọn đó. À? Có con này tình chim chơm. 20 năm tình chim chơm đó. Đi thì nó là giả cái gì mình thấy có bằng chứng. Vừa giữ người ta. Nó đúng rồi mà thấy có bằng chứng chứ mình nói. Đồ một hồi nó thằng đại con qua là nó ngầu nó chuyện chú luôn. Hai chú cháu nói. Đây ạ. À? Nhìn đi. Trời ơi, anh nghe đâu quý sao mà không thấy chú Sáu nói chuyện, sao ẩn danh chú Sáu lên như vậy? Đâu, có không? Có, rồi, chứ không lên được có. Có không? Có khen chú Sáu rồi. Có không? Quá trời rồi. Có không? Có. Khen chú Sáu luôn là bình luận đi. Đúng rồi, chú Sáu. Khen ông Sáu nói hay. Đâu đâu rồi? Số lúc. Số máy vậy? Chú Sáu còn không? Số là số hả? Ừ. Lấy cái số thì chứ còn số nhà thì còn không thớ. Thì cái số cái cây này quá nhiều rồi. Cái cây quẻ ngoài số mấy là 090. 090. Rồi 82. 82. Rồi 09. Không không có rồi. 09. Có không? Rồi. 09495. Trời ơi. 0908. Rồi 209. 495. 495. Đâu ở đây ta, vậy là không có. 46. Tôi có rồi. Không, ví dụ bây giờ là thật tế mình nói cái gì phải có đúng chứ đừng có nói quen người ta. Để cái đó rồi. Là đặt cái nói luôn đúng. Ông Sáu à. Được cái đời của ông Tổ là không được đâu, nói cái đó là này nè, đang ông Sáu là mấy chục ngàn người vô bình luận toàn là khen Sáu không? Phải không? Còn con ở nhà, nói thì con có quý là. Đừng nói Sáu mừng hột nha. Cậu lắm. Nói cái ông Sáu ông nói chuyện rất là hay, không có đi sâu vào bên trong mà cũng không đi vào bên ngoài, nói chuyện rất là hay. Nè, bắt em không biết nè, cho con nè, gần 100.000 rồi. 100.000 rồi. Vậy là có cà phê uống rồi. Có rồi. Chết người trong phòng. Bữa nay chú Sáu cà phê miễn phí. 7.000 à. Ừ. Tỏ chú xuống bắt cà phê chú mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, giỡn chú đâu trời. Chú đăng mà. Phải không? Ừ. Tỏ chú xuống bắt cà phê mà. Trời ơi, chết người trong phòng. Chết người trong phòng. Chết người làm sao chú nó. Chết người tụi yêu. Chết chồng, chết chồng. Mãi mãi cha. Mãi cha rỉ luôn rồi. Em mới có 7, 8. Ủa em 87 nè chú Sáu đi mua tô số 26 đi xe bữa đó đó thế nào coi sao đó xe bô lớn hả trong mượn chẳng muốn được đâu chẳng mua chẳng mua chẳng mua té chết à không chạy tự hả không được đâu mua để tặng mua đi mua té chết á bởi vì mày sung quá mua mưa cũng muốn chạy ôi để tặng mua đi ở đó tới chiều mà chú Sáu tới chiều luôn mà gắn vô đây bữa nay là chơi là chú Sáu đợi đợi ông Sáu à 100.000 nữa đợi pin đợi anh Tư đợi anh Tư tôi pin qua rồi ông nội tôi pin vô ngầu chứ à chứ chú Sáu bào không đủ anh chú Sáu vừa chứ lộn đá người ta kỹ cái chỗ đó nhận mà tại người ta nghe không rõ rồi con mới lên đúng rồi cho chú Sáu trời dễ gì cho ai mà dìm chú Sáu bào không được làm sao dìm chú Sáu bào không được rồi chú Sáu bào không phải đơn giản đâu trời action nha action chưa cha anh Tư nãy giờ ông nói ông quay làm biết rồi bây giờ ta nói cái gì sai sai bỏ nha được cắt nha chứ đừng có để lên cái chết luôn á thì cái đó là nói thật lòng thì bây giờ action đi được đưa lên là đúng rồi cha bỏ đi đâu đúng rồi đăng lên luôn nè đăng rồi cho trong nước và ngoài nước trên cộng đồng mạng rồi ai chứ thương Hồng Loan hả cứ là cứ cầu xin sao Hồng Loan được may mắn ví dụ là thằng cũng bờ thì có cái chuyện gì nó xui xẻo nó hoàn hết tất cả thì tôi đó, thì tôi cũng thương của Hồng Loan tôi muốn cầu xin sao thì Hồng Loan được nhiều may mắn thì vậy thôi bây giờ tôi cũng có lời thì cũng chúc vậy thôi thì còn như đó được rồi chứ thì đó chứ còn ngoài ra thì giờ cũng không nói gì hơn thì có tấm lòng tôi cũng nói vậy thì thậm chí có cái gì mà sơ sót thì trên cộng đồng mạng như vừa trong nước mình biết có cái gì sơ sót cũng không cảm bỏ qua cho tôi nha chứ có cái lời nào mà nó không có đúng hay sai thì cũng bỏ qua chứ tôi cũng ăn học rồi không có cao lắm đâu. Dạ, thì hôm nay là con đến đây con gặp chú Sáu là chồng cô Sáu thì như là khi nào nếu mà có dịp tụi con lên trên Hồng Loan á
thì con rủ chú Sáu đi xuống dưới thắp nhang cho con Năm. Chú Sáu đi chứ, đi đúng rồi đi. Ờ, tại vì có số điện thoại phải không? Dạ. Đi à, đi đúng rồi. Là đi xuống dưới là cái bức tượng sáp của cậu Năm á, là chú Sáu còn nhớ không? Nhớ chứ nhớ. Tại vì bữa, tại vì bữa có đem lên đây thì bữa chú Sáu có lên đây. Ba D đúng rồi có. Hôm nào mà có dịp thì chú cháu mình đi ha. Đúng rồi, có dịp thì đi. Tại vì gặp Hồng Loan ở dưới thì cũng được. Mà thậm chí bây giờ anh Năm chú lên thực tế ảnh trên mộ hay là ảnh ở dưới, thậm chí mình lên tới đâu thì mình khi mình cứ cầu trên ảnh ở đâu thì ảnh cứ cầu trên chỗ đó thì mình không có giữ gì. Còn như thí dụ là cái bữa mà mình đi qua bên nhà Hồng Loan đó, gặp chị Phương Lê rồi chú Sáu nghỉ sao? Phương Lê còn mưa còn vui nữa, ấy là tình cờ, tình cờ đó hả? Đúng rồi, vậy là vui thôi mà thậm chí khó lắm. Tại vì Phương Lê thì nói chung ra thì đứa Phương Lê bước ra đường đi ra đường thì thậm chí nhiều người bảo vệ gì lắm, nói chung nhân bảo vệ bảo vệ chứ có chú Sáu đây, chú Sáu đàng hoàng mà thì khó, tại vì có duyên mới gặp thôi. Đúng rồi, chú Sáu luôn. Đúng rồi, có duyên mới gặp chứ còn không có duyên thì không gặp đâu. Thật thế như vậy chứ còn hoàng người ngoài ra thì mình cũng mong ước như vậy mà dễ gì thôi. Thì bây giờ con hỏi chú Sáu này ha, nếu mà bây giờ có một cái dịp nào đó bây giờ con chở chú Sáu tới nhà chị Phương Lê luôn. Thôi chú Sáu đi không? Mình cũng là những là sao vậy? Không. Khen hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ thôi không. Không, như là chị Phương Lê á, là chỉ như là rất là thương những chẳng hạn chú Sáu đây. Đúng rồi. Không, đến thưa chị Phương Lê là vô nhà chị Phương Lê bình thường. Không. Tại vì biết không, mà thậm chí bây giờ mình nói thật lòng, mình ví dụ hâm mộ Phương Lê là mình cũng quen với Phương Lê đi. Thậm chí có nhiều người khán giả nó sợ ông nội thì ông đến đây ông làm gì đây, ông đu theo Quân Lê làm này kia là không được đâu. Không như thần tượng, thần tượng cúp lời là thần tượng thì thần tượng trong lòng mình thôi chứ đừng có nghĩ ngợi gì hết trơn. Vậy là lên chị Hồng Loan là đi. Đúng, đi lên Hồng Loan thì đi. Còn đến chị Phương Lê là không đi. Không, chú không đi, con đi à? Đúng rồi. Đó là từ chối, cái đó là tặc lòng từ chối. Đây chú Sáu thật thế không có nghĩ ngợi gì hết trơn, nghĩ ngợi là cái tình thương mến thương thôi chứ còn ngoài ra thì ví dụ Phương Lê, ví dụ có duyên thì gặp mình, không có duyên thì thôi chứ còn ngoài ra mình đừng có nên đi kiếm người ta. Thật đấy, vậy mình không có nên thật đấy. Tại vì sao mình nó đã có duyên gặp chứ còn không duyên đừng nên gặp, thật đấy như vậy. Tại vì mình với Phương Lê thì thật đấy mình hâm mộ thôi, hâm mộ là trong lòng của mình. Phương Lê làm có nhiều cái là có ý nghĩa đồ này kia thì mình hâm mộ cứ Phương Lê. Ví dụ hâm mộ như vậy thôi chứ còn ngoài ra thì mình đừng có nó nghĩ là mà đến nhà Phương Lê không thích. Ví dụ ông chịu như ba chú Sáu thì thật đấy, cái đó không kết, ví dụ vậy. Bây giờ còn một cái người nữa nè, anh Hai Vũ Lưng hả? Anh Hai Vũ Lưng là chú Sáu xuống nhà anh Hai Vũ Lưng không? Không. Cái gì? Anh Hai Vũ Lưng là ảnh là show xuống ảnh là bây giờ nói chung là ảnh dễ thương lắm á. Đúng rồi, đúng chính xác. Ví dụ bây giờ là thực tế mình nói nha, ví dụ bây giờ không cần đến nhà anh Hai Vũ Lưng, ví dụ bây giờ anh Hai Vũ Lưng lên mộ đi, mình gặp chị anh Hai Vũ Lưng là mình rất là vui, rất là mừng rồi. Ví dụ là anh Hai Vũ Lưng thì ví dụ hát hò đồ này kia, lưu lót đồ này kia hay đồ tất cái không có gì mà chơi hết trơn. Ví dụ lên đây thì mình thấy được rồi, nhưng đừng đến nhà người ta. Thật tế đến nhà người ta mình nghĩ là mình phải suy nghĩ lại. Mình đến cái đó cái gì mình mục đích gì cái này kia đừng nên đến. Thật tế tại vì biết sao, thậm chí là mình là một người khán giả, một người dân thường như Vũ Lưng đó, thì một người ca sĩ thì thậm chí người ta cũng không có ngại ngùng gì hết trơn. Thậm chí người ta mình nghĩ là đến nhà người ta đó mà hô mà người ta cái dễ mình này kia không có đâu. Thật đấy, nhưng mình bản thân mình phải có cái mặc cảm này kia đủ thứ các cái mình đừng nghĩ ngợi. Chú Sáu cho hỏi này nè, như là giữa anh Hai Vũ Lưng và cậu Năm á, thì chú Sáu thấy là giống bao nhiêu phần trăm từ cái dáng đi tướng đứng giọng hát? Thì nói chung ra thì giống á, thì giống là hình như là 100% á, như là giống là khoảng cỡ như 70%. 70% thôi. 70%. Không rồi, thì công nhận giọng hát. Đúng rồi, giống 70%. Tại vì cái giọng hát nè, đó. Rồi dù Vũ Lưng á, thì nói chung ra thì hát thì cũng hay. Thì cái hồ mà đi từ thiện đồng này kia thì tôi không biết thiệt nha. Cái đó tôi không biết, cái đó mình khán giả mình sao mà biết được. Đó. Với anh Năm Vũ Linh thì ảnh mất rồi, ảnh nằm đây thì mình nghĩ biết ảnh thôi chứ còn ảnh còn sống không bao giờ biết ảnh đâu. Thực tế mình đâu có nghĩ là
biết ổng hai quật này kia mà gặp ổng ngoài đời không bao giờ có, thật đấy nằm đây mình mới biết thôi đó. Thì mình cứ suy nghĩ ở bây giờ là làm cái ổng làm cái công đức nhiều quá thì bây giờ thì con ông hưởng, bây giờ là ổng cũng được hưởng nữa. Thực tế bây giờ thậm chí bây giờ là nay năm tháng mấy, gần 6 tháng trời rồi, thậm chí gần 7 tháng rồi đó. Đó người ta cũng lợi đây cúng đồ này kia mua đủ các cái, người ta không nghĩ là tiền bạc này kia, không nghĩ đâu, nghĩ cái tấm lòng nghĩ thương ông này kia các cái này kia thì không. Thì con cũng buổi chiều con cũng cảm ơn chú Sáu cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện của từ Hồng Loan và chị Phương Lê rất là ý nghĩa và xúc tích. Thì con cảm ơn chú Sáu, con chúc chú Sáu buổi chiều gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đúng rồi. Thì tôi cũng chúc là bị tốt nè, cũng cố gắng làm sao cũng quay cũng nhiều view nhiều like đồ này kia thì cũng có tiền thì tôi gắng là mừng. Thực tế vậy mà thậm chí bây giờ mình quay cái gì vậy đúng thôi, mình quay cái vụ giờ cái nào đúng mình đưa lên, thực tế nhiều người ta coi như cái đó là ai nào này kia thì đó tôi rất là mừng. Thực tế vậy thì tôi cũng chúc vui, chúc có nhiều may mắn, cũng nhiều chút khỏe. Ví dụ làm cái gì cũng nhờ cứ cố gắng, cái gì cũng vậy, một ví dụ là mình mới có một đi, ví dụ từ từ mình lên 2, 3, 4 từ từ, ví dụ mình cứ từ từ mình đi lên. Thực tế như vậy chứ thậm chí giờ mình thậm chí mình là một bi tức nghèo đi, còn ta một cái bi tức giàu là mình ghét người ta hoặc ghê, đừng nên vậy. Thực tế gì cũng vậy, từ từ mình đi lên chứ không có ai mà thực tế không có ai mà giàu được liền ở trên đó, không ai. Rồi, rồi tôi cũng cảm ơn chú Sáu ha. Rồi ok, chào cô ngoài chú thế hôm nay cảm ơn đến những người lính cùng như văn nghệ bà cụ đấy đi buổi hôm nay là rất ấn tượng là phát quà từ thiền này và thăm văn nghệ sĩ nghệ sĩ của lính ở đấy, thì chú có cảm nhận thế nào, là mong chú có đôi lời